Chào mừng bạn đến với kênh Nhà thuốc Trường Anh, kênh cung cấp thông tin dược phẩm, thực phẩm chức năng, tư vấn sức khỏe của Trường Anh Phan. Nội dung trong video này sẽ tìm hiểu về sản phẩm Arginine B-Complex Extra do dược phẩm Vinapha sản xuất. Quý độc giả thân mến, để sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả, hãy tuân thủ đúng theo chỉ định từ bác sĩ hoặc tìm hiểu hướng dẫn sử dụng an toàn từ dược sĩ. Không tự ý sử dụng thuốc hoặc sử dụng thuốc bị chống chỉ định, vì điều này có thể gây hại cho sức khỏe nếu như bạn quan tâm đến thông tin về Arginine B Complex Extra cũng như cách sử dụng sản phẩm thì hãy theo dõi hết video mà Trường Anh chia sẻ dưới đây nhé. Sản phẩm Arginine B Complex Extra có thành phần là cả gai leo, arginine aspartate, diệp hạ châu, tam thất, artiso. Arginine B Complex Extra được bào chế dưới dạng viên nang. Arginine B Complex Extra mang lại cho người dùng công dụng giúp thanh nhiệt, giải độc gan, hỗ trợ bảo vệ tế bào gan. Tăng cường chức năng gan, hạn chế tổn thương gan do rượu bia, các hóa chất có hại cho gan. Sản phẩm dùng cho các trường hợp người bị viêm gan, sơ gan, men gan cao, người bị suy giảm chức năng gan, mẩn ngứa, nổi mề đay, vàng da, mệt mỏi, chán ăn, ăn khó tiêu, người uống nhiều rượu bia, sử dụng thuốc, hóa chất có hại cho gan. Sản phẩm Aginin B-Complex Extra được sử dụng bằng đường uống. Liều lượng của Arginin B complex extra được nhà sản xuất khuyên dùng như sau: người lớn uống một viên trên lần, uống hai lần trên ngày. Chống chỉ định khi sử dụng Arginin B complex extra không dùng cho người mẫn cảm với thành phần nào của sản phẩm. Một số lưu ý và thận trọng khi dùng, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Sản phẩm này không phải là thuốc không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Hy vọng qua những chia sẻ trong video này của Trường Anh sẽ giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về sản phẩm Arginin B Complex Extra, đồng thời biết cách sử dụng Arginin B Complex Extra sao cho đúng và hiệu quả. Nếu có thắc mắc khác, hãy liên hệ tới bác sĩ điều trị để được tư vấn kỹ hơn nhé. Hãy là người tiêu dùng thông thái trong việc sử dụng dược phẩm để đảm bảo sức khỏe của chính bạn và người thân. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Nếu như bạn thấy video hay, có ích và để cập nhật thêm nhiều thông tin về các sản phẩm dược phẩm mỹ phẩm cũng như các loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng khác vui lòng nhấn đăng ký và theo dõi kênh nhà thuốc trường anh của trường anh pham